vị lưu ý thì cuộc đấu tranh trong nước, chúng tôi cũng rất là quan tâm trong nước. Có một điều mà chúng ta biết chắc là cách mạng Việt Nam chỉ diễn ra tại Việt Nam thôi, chứ không có diễn ra tại Liên Xô Sài Gòn đâu. Xin lỗi quý vị chủ tịch cộng đồng, không diễn ra tại Bosa, không diễn ra tại Boston, nhưng mà diễn ra tại Sài Gòn. Và nếu mà chúng ta làm được những gì để tạo chất xúc tác cho cuộc cách mạng diễn ra tại Sài Gòn, chúng ta cố gắng hết sức để làm. Còn họ là ai? Thú thiệt tôi không biết, quý vị cũng không biết. Bây giờ hỏi một anh đấu tranh nào ở trong nước, anh đang chống lại Đảng Cộng sản, hỏi anh là ai, cha mẹ anh là ai, lý lịch anh là ai, cuộc đời của anh là ai. Thú thiệt, nếu mà chúng ta cứ tiếp tục ngồi đó để mà hỏi thì cứ dòng nước nó vẫn trôi đi, Đảng Cộng sản sẽ tiếp tục tồn tại. Và nếu con đường duy nhất mà chúng ta có thể làm được, im trợ cho tất cả các phong trào nào mà nó bao gồm được cái chế độ cộng sản tại Việt Nam, im trợ tất cả các phong trào nào mà nó đập vỡ được cái sự tồn tại cái chế độ cộng sản đó, hãy im trợ họ. Còn trong tương lai họ có phải là thật hay giả, lịch sử sẽ trả lời. Không ai thoát được ánh sáng mặt trời đâu. Tất cả những gì mà chúng ta làm được hãy làm. Có thể là chúng ta đầu tư 100.000 trong một tài khoản nào đó, chúng ta không có thể bảo đảm đâu sẽ đem lại chúng ta lời đâu, có thể chúng ta sẽ lỗ nữa. Nhưng mà nếu chúng ta không đi, chúng ta không đầu tư thì chúng ta không bao giờ lời hết. Còn hành trình cứu nước cũng vậy, hành trình cứu nước cũng được hết sức là thử thách, hết sức là gian nan, mà thử thách từ chính trong cái lòng của mình. Chúng ta không thể ngồi đó hỏi Quỳnh Thuận Vy là ai, mặc dù chúng ta đọc rất nhiều về cô ta, nhưng mà nếu chúng ta hỏi thì chúng ta tự nghi ngờ, không phải nghi ngờ Quỳnh Thuận Vy mà nghi ngờ chính thiện chí của mình. Mà nếu ngày nào chúng ta không tin tưởng vào chính mình, chúng ta không thay đổi được mặt mình của đất nước mình, bởi vì chúng ta chỉ có tin tưởng và cứ cố gắng đi với họ, làm việc với họ. Chẳng hạn bây giờ chúng ta nói về phong trào dân oan chẳng hạn, mấy bà mẹ trong dân oan là ai? Mấy bà đó trước đây là những người mà đầu hầm để mà che giấu cộng sản, bởi vì chính bà mới dám la lên chứ những người mà mẹ của nuôi tù như kiểu mà nuôi mấy anh thì không ai dám la lên hết. Phải mẹ đó là mẹ những người có công với cách mạng, mẹ chiến sĩ, mẹ liệt sĩ thì họ mới dám ra một đường mẹ trong đảng chứ, phải không? Chứ còn nếu mà mấy bà cử tù thì không ai dám ra bộ tù liền chứ, thì chính bà mẹ đó. Nhưng mà chúng ta ủng hộ họ không? Chắc chắn là chúng tôi sẽ ủng hộ họ. Bởi vì sao? Họ đã bỏ mòn được chế độ hay là mất đi cái thế lực của Đảng Cộng sản. Các má có viết trong tư bản luận rằng nếu có không có sự liên minh giữa giai cấp vô sản và giai cấp nông dân thì bài đồng ca của cách mạng vô sản sẽ trở thành bài ai điếu. Ai điếu là gì? Là nếu không có sự hỗ trợ của nông dân, cách mạng vô sản không thể thành công được. Mà nếu chúng ta chặt được cái mối liên hệ giữa nông dân và Đảng Cộng sản, chúng ta đã đi nửa đoạn đường thay đổi đất nước mình, của đất nước mình. Do đó tất cả những gì chúng ta làm được là bỏ mòn. Còn lịch sử sẽ trả lời cho tất cả câu hỏi. Ai có tội với dân tộc Việt Nam, họ sẽ trả lời trước lịch sử. Ai có tội với đất nước Việt Nam, họ sẽ trả lời lịch sử. Nhưng mà trước mắt chúng ta chỉ có một con đường thôi, chỉ có một nhiệm vụ thôi, đó là lật đổ cho được cái chế độ cộng sản của Việt Nam.